Okay. Something was big down there. Something is big down there. I'll try again. Oh, nice. That's a tautog. Oh, is it a keeper? Find out. Let's find out. It's a good sign though. Oh, I think it's a keeper. Oh yeah. Ah yeah. The size is minimum is 16 inch. So wow, not bad. Got white chin. Oh yeah. Like 17 inch, really nice. Man, how do you handle this fish?
Yeah. Oh. Sau đây là phần biểu diễn của rìu qua mắt thở. Ghé thêm hả? Ghé tới dưới bay cho mình không có sao? No. Oh, maybe, maybe. Mario hả? Mario, Louis, Louis. Mario, Luigi. Đưa ra cho mày đây. Mackerel. Mackerel như là chính rồi đấy. Chính rồi. Em giống chính vậy. Thích cô hả? Hả? Đồ biết tên nó ngon mày là giống chính rồi. Hãy